Những bài thuốc hay chữa bệnh xương khớp từ cây ngải cứu. Chuẩn bị: ngải cứu, muối, giấm, mật ong, khăn mỏng. Bài thuốc 1: chữa đau thắt lưng, ra ngải cứu với muối cho nóng. Rồi bọc hỗn hợp này vào một cái khăn mỏng. Đắp lên lưng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Lưu ý, nếu như nó quá nóng thì để tránh bị bỏng, bạn nên đắp thêm một cái khăn nữa lên vùng đắp thuốc. Nếu hỗn hợp thuốc nguội thì nhớ đem rang lại cho nóng rồi tiếp tục đắp. Bài thuốc 2: chữa đau nhức cột sống lưng do bệnh vôi hóa cột sống gây ra. Lấy một nắm lá ngải cứu rửa sạch, giã hoặc xay nát và trộn chung với một ít giấm đã được đun nóng. Đem bọc hỗn hợp này vào trong một cái khăn mỏng và xoa dọc theo xương sống chừng 15 phút vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Nên đun nóng lại thuốc mỗi khi thấy thuốc nguội, rồi thực hiện tiếp vì thuốc nóng mới phát huy được hết tác dụng. Thực hiện như vậy liên tục trong vòng 15 ngày, nếu khỏi thì không cần làm nữa, nếu vẫn còn đau thì tiếp tục một lộ trình mới cho tới khi khỏi hẳn. Bài thuốc 3: trị đau dây thần kinh tọa, đau nhức xương khớp. Ngải cứu chọn loại lá bánh tẻ, mang rửa sạch với nước muối pha loãng, cắt nhỏ, giã hoặc xay nát. Thêm 200ml nước, lọc lấy nước, bỏ bã. Thêm một chút mật ong vào nước cốt ngải cứu, chia làm 2 lần uống vào buổi trưa và buổi chiều. Dùng đều trong 1 đến 2 tuần sẽ thấy hiệu quả, các cơn đau xuất hiện thưa dần. Ngoài ra bài thuốc này có thể dùng để điều trị chứng hoa mắt, đau đầu cũng rất hiệu quả. Chúc các bạn!